ngôi trường, trường Đại học An Giang. Trường Đại học An Giang là một trong những ngôi trường nằm tại trung tâm thành phố Long Xuyên, An Giang luôn các bạn. Đại học An Giang. Đây là ngôi trường mà Thu sẽ dự định tới giới thiệu cho các bạn. Các bạn cùng đi theo Thu nha các bạn. Mình sẽ đi vào bên trong mình xem quan sát nha các bạn. Cửa khẩu và xe đó ngày xưa là không có, ngày xưa đi vô tới bên trong á thì mấy gửi xe. Đó thì các bạn coi ha, mình qua đó rồi sau đó mình vô trong mình gửi xe rất là an toàn, rất là tiện nghi các bạn. Thu trở lại trường thật sự có nhiều thay đổi lắm các bạn. Nói chung là phát triển rất là ok. Nó hồng sen á các bạn thấy không? Nhìn bây giờ thấy đẹp ghê luôn á. Đó các bạn coi. Mình
có thể để tập vở hay sách vở rồi đó, mình để ở đây và mình khóa lại. Cái độ an toàn của nó rất là cao các bạn. Ở người ta rất là an toàn lắm. Người ta dán vô đây nó cho mình biết là mình đậu bao nhiêu điểm, phần nào mình được bao nhiêu điểm, ví dụ như cái máy rồi cũng như là mã số của mình lúc mình thi á đó. Phần một bao nhiêu điểm, các loại kiểu là đạt, kết quả đạt hay không đạt đó, thì người ta sẽ thống kê ra cho mình hết. Tin học nha các bạn, trung tâm tin học là những anh chị nào mà mình thi tin học ở đây thì mình sẽ tra kết quả như này đó, ghi danh những cái anh chị nào mà muốn thi á thì tham gia thi thì mình sẽ vô phòng ghi danh các bạn coi nha. Cũng nên xem video của Thu để hiểu sơ về ngôi trường Đại học An Giang có những phòng như thế nào và thư viện học ra sao. Và bên kia là một cái khu nữa các bạn, mà nó bên kia là phòng đào tạo, là mình để đó mình nộp tiền, mình đăng ký tín chỉ rồi các bạn thì mình lại đó mình nộp tiền đó. Thì nãy giờ thì Thu cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn xem để các bạn không phải bỡ ngỡ khi đến học ở nơi đây. Thật sự Thu rất là thích ngôi trường này. Nếu mà có một lần nữa để học thì Thu vẫn quyết định học ở ngôi trường này. Thật sự Thu rất là thích. Vì cái giảng viên giảng dạy cũng rất ok, rất là nhiệt tình các bạn. Họ làm việc rất là tuyệt vời. Họ đăng ký tín chỉ hay này kia các kiểu thì của họ rất là rõ ràng. Nói chung là Thu rất là thích. Thì các bạn nào có nhu cầu đến đây thì các bạn có muốn học ở đây thì cũng đừng ngần ngại đăng ký học ở ngôi trường Đại học An Giang. Trường Đại học An Giang là một trong những ngôi trường rất là tuyệt vời các bạn, là một trong những ngôi trường quốc gia. Các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Thu. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn. Nếu các bạn cảm thấy là video của Thu có ích thì các bạn hãy cho Thu một nút like, nút share, đăng ký kênh của Thu để Thu có thêm động lực để làm ra nhiều video hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.